quý vị và các bạn, đông trùng hạ thảo Hector là thương hiệu thực phẩm tăng cường sức khỏe thuộc sở hữu của công ty Lavite. Tại Hector, toàn bộ quy trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế, từ trồng dâu, nuôi tầm, cấy nấm và chế biến sản phẩm, nhằm tạo nên một Hector với hiệu quả vượt trội. Có nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Phan Thiết, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đông trùng hạ thảo Hector đang được thị trường Việt đón nhận tích cực. Mục dạo quanh thị trường, mời quý vị ghé thăm nhà máy sản xuất cùng những sản phẩm qua Tết phục vụ người tiêu dùng nhé. Khác với nhiều doanh nghiệp nuôi trồng đông trùng hạ thảo khác là vì sở hữu trang trại và nhà máy rộng lớn tại nơi có khí hậu phù hợp để tạo ra sản phẩm với hàm lượng dược chất cao và ổn định. Sản phẩm Hector được sản xuất trong môi trường khép kín, từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm, chất lượng sản phẩm không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất thành công đông trùng hạ thảo theo công nghệ mới, cộng thêm việc tối ưu chi phí sản xuất, Lavie đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, mang tính cạnh tranh cao. Hector cũng là thương hiệu đầu tiên cho ra đời dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo. Sản phẩm dạng nước này giúp khả năng hấp thụ vào cơ thể tối đa. Sau một thời gian thì mình đã dùng cái sản phẩm này, thì mình thấy thật ra là qua cái mùa dịch á, là sức khỏe của gia đình mình á, được cải thiện nhiều. Cứ mỗi ngày sáng là gia đình mình mỗi người dùng một cái chai như thế này thì sức khỏe cảm thấy ổn. Và riêng bản thân mình á, là mình có dùng thêm cái sản phẩm là Hector Collagen, thì mình thấy cái da mình á, nó sẽ sáng hơn. Trong cơ thể nó cái năng lực mà để làm việc hoặc là năng lượng á, một ngày á, nó sẽ vui vẻ hơn. Hiện nay thì công ty Lavie là có 5 dòng sản phẩm chính dựa trên cái nền là tất cả đều sản xuất từ đông trùng hạ thảo. Thì chúng ta đang có là đông trùng, nước đông trùng hạ thảo Hector Sum, nước đông trùng hạ thảo Collagen và đông trùng hạ thảo viên nang, sợi nấm và kết hợp với đông trùng hạ thảo mật ong. Thì tất cả những cái sản phẩm đó đều dựa trên một tiêu chí là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cho cơ thể trẻ khỏe đẹp từ bên trong. Cũng như là hiện nay từ mùa dịch trở đi thì mọi người đều chú trọng về sức khỏe của mình. Thì trong chương trình quà Tết năm nay thì công ty Hector đã có những cái sản phẩm thiết kế rất là phù hợp cho doanh nghiệp, với một cái tiêu chí là trao sức khỏe tặng yêu thương, thì giúp cho mọi người có những cái phần quà trang trọng và gửi đến khách hàng. Thì có những cái gói ngân sách rất là phù hợp cho túi doanh nghiệp, như là từ 500.000 đến trên hơn 3 triệu đồng mà mình là thiết kế những gói quà rất là phù hợp cho khách hàng. Đông trùng hạ thảo Hector không chỉ mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng, mà hơn hết đó là sự bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Với lợi thế chất lượng cao, giá thành rẻ, sản phẩm của Hector không chỉ chinh phục khách hàng Việt mà còn có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Úc, Nhật. Thưa quý vị, những sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu uy tín chắc chắn là sẽ mang đến sự hài lòng cho người tiêu dùng, đúng không Chương Chiến? Chính xác là vậy Thanh Mai ạ, nhất là khi những sản phẩm hướng đến an toàn sức khỏe của người tiêu dùng là chính. Bởi vì cuộc sống ngày nay dưới sự tác động xấu của những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì những sản phẩm như đông trùng hạ thảo Hector sẽ giúp người tiêu dùng an tâm lựa chọn.